Biểu hiện của bệnh mụn rộp sinh dục do virus herpes simplex viết tắt là HSV gây ra. HSV thì có HSV1 và HSV2. Khi các bạn mắc HSV1 ấy thì thường là nó hay biểu hiện ở môi, ở miệng, ở cánh tay hoặc là có thể là ở ngực, ở mũi. Thế còn nếu mà các bạn mắc HSV2 thì thường hay biểu hiện ở cơ quan sinh dục, ở trực tràng hoặc là hậu môn. Bệnh thì nó có khả năng lây lan rất là nhanh và rất là rộng, bởi vì là tâm lý của người bị bệnh ấy, khi mà mắc bệnh là cảm thấy là e ngại, cảm thấy là tự ti nên là không dám chia sẻ với mọi người. Chỉ khi nào mà đến cái giai đoạn mà bệnh nó phát triển nặng rồi ấy, có thể là nó sẽ gây đau rát, có thể là gây ngứa ngáy, khi đó thì họ mới đi tìm đến sự thăm khám của bác sĩ. Thế còn cái bệnh ấy thì theo thống kê thì tỷ lệ nữ mắc bệnh cao hơn nam giới. Thế cho nên là các chị em mình nên là lưu ý nhá. Nên là lắng nghe cái cơ thể mình, nếu mà có cái bất thường gì thì các chị em nên là đi thăm khám để điều trị kịp thời, như thế thì nó sẽ nhanh khỏi hơn nhá. Thế còn về biểu hiện của bệnh mụn rộp sinh dục thì bệnh nó sẽ phát sau khoảng tầm độ 3 đến 10 ngày sau khi mà chúng ta tiếp xúc với cả mầm bệnh. Ở giai đoạn đầu thì sẽ xuất hiện những cái đám mụn nước li ti. Cái mụn này thì nó có thể là vỡ ra, nó có thể là loét, gây ra cái hiện tượng viêm nhiễm và gây cho người bệnh cái cảm giác là ngứa ngáy, khó chịu hay là đau rát. Đó, với những người nào mà bị ở cơ quan sinh dục thì có thể là gây ra hiện tượng là tiểu buốt, rồi là tiểu rát, hay là ở cái mức độ nặng hơn thì có thể là gây cho người bệnh cái cảm giác mệt mỏi và có thể là gây sốt. Nếu mà các bạn mà đang có những cái biểu hiện trên, các bạn chưa chắc chắn thì các bạn có thể inbox bên mình để được tư vấn. Còn nếu mà bạn biết chắc mình đã bị bệnh rồi và chữa tây y mãi không khỏi thì các bạn có thể tham khảo cái bài thuốc đông y ở bên mình. Về hướng điều trị thì sẽ là diệt virus từ bên trong và kết hợp với cả thuốc bôi để diệt virus tại chỗ. Đó, ở trong đông y cũng thế, thì bên mình có thuốc uống và thuốc bôi. Thì thuốc uống thì nó sẽ có tác dụng là ức chế virus, thế còn thuốc bôi thì để nó diệt virus tại chỗ. Nếu mà các bạn cần tư vấn thì các bạn có thể inbox bên mình nha. Cảm ơn các bạn, hãy follow kênh để biết nhiều thông tin hữu ích hơn.